Truyền thông Trung Quốc cho biết, hai thuốc trị COVID-19 nội địa vừa được phê duyệt là Sinanuoxin và VV116 sẽ có hiệu quả tương đương nhưng rẻ hơn nhiều so với Paxlovid của hãng dược Mỹ Pfizer. Theo Thời báo Hoàn Cầu, hai loại thuốc đều dùng đường uống và sử dụng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 từ nhẹ đến trung bình. Thuốc chỉ dùng cho người trưởng thành. Sinanuoxin được phát triển bởi tập đoàn dược phẩm Simcero, trụ sở tại Nam Kinh, Viện Dược liệu Thượng Hải, Viện Virus học Vũ Hán và Viện Khoa học Y khoa Trung Quốc. VV116 được hợp tác phát triển bởi Công ty Khoa học Sinh học Vinana Thượng Hải và một số viện nghiên cứu khác từ Thượng Hải. Theo hãng dược Simcero, thuốc trị COVID-19 Sinanuoxin đã chứng minh được hiệu quả và độ an toàn đối với bệnh nhân là người trưởng thành trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Kết quả cho thấy tải lượng virus của bệnh nhân giảm 96% trong 5 ngày sau khi uống thuốc. Công ty này cho biết sẽ tiến hành sản xuất hàng loạt thuốc trị COVID-19 này ngay lập tức, cung cấp rộng rãi thông qua các bệnh viện và kênh bán hàng trực tuyến. Các loại thuốc nội địa này được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường khả năng tiếp cận của người dân vì loại thuốc điều trị COVID-19 ngoại nhập đang được sử dụng tại Trung Quốc là Paxlovid hiện có giá là 271 đô la Mỹ cho một liệu trình. Kể từ ngày 19 tháng 1, tổng cộng 10 loại thuốc liên quan đến COVID-19 đã được cấp phép lưu hành, chủ yếu điều trị triệu chứng. Tuy Trung Quốc tuyên bố họ đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của làn sóng COVID-19, nhưng trong tuần vừa qua, số ca tử vong được báo cáo vẫn còn cao. Trong khi đó, AP trích dẫn thông tin từ Đại sứ quán Nga ở Triều Tiên cho biết, Bình Nhưỡng đã nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt trong 5 ngày qua, được áp đặt ở khu vực thủ đô để làm chậm sự lây lan của các bệnh về đường hô hấp.